Ok và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình và American G đây. Thì ngày hôm nay tiếp tục trở lại với một cái game mới về Mini World các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi một cái map tên là map Bakuchon các bạn. Trời ơi, Bakuchon thì chắc chắn là vô rồi nó sẽ cho mình đúng không? Nhưng mà mình rất là không minh mạng, làm sao nó có thể cho được mình. Đâu, để mình đọc thử coi nha. Gì đây, tổng cộng có 30 màn. Ui ôi nhiều thế. Nhưng các bạn sẽ chỉ thấy 13 màn. Ủa, 17 màn còn lại ở Bakuchon 2. Ok, vậy là ở cái map Bakuchon này là chỉ có 13 màn thôi các bạn nhé, còn 17 màn là ở Bakuchon 2 các bạn ơi. Rồi còn gì nữa, đọc tiếp coi. Map chỉ có sao ở phần 2, nếu bạn thắng cả hai phần bạn là ủa là sao ta, từ wait a minute, đi qua vùng nguy hiểm nhé. Ok, đi qua đấy về sợ đơn giản. Ui rồi cái này có gọi là ủa ôi ơi, tưởng cho được mình mình giả bộ đó các bạn, tìm đường đi. Ok, đừng nói đi bên này nha. Ủa, đi bên này hả? Không, tại mình thấy, ủa? Ủa, bạc cua. Ủa, không phải hả? Chết rồi, không phải bạc cua bạn ơi. Oh my god, chết rồi, bị cho rồi đó. Ủa, cái này làm gì có đường đâu mà mình đi ta? Hello. Ủa? À, ở đây, nhảy qua đây nè, nhảy qua đây nè các bạn. Mình phải bấm tường. Ui ôi, bám tường hả? Cái này bắt buộc là phải bám tường hả ta? Oh my god luôn á. Mình là con người không biết bám tường đâu các bạn ơi. À, rồi luôn, chưa thấy mới vô là nó cho mình rồi đó. Đâu rồi? Giờ làm sao để đi đây? How to đi? À, chứa gì đã cho anh rồi, cho anh vội thế. Tìm đường. Tìm đường đi hả? Được nha. Gì đây? Nước ép có ga. Nani? Uống vô coi. Ồ, có tốc độ đây rồi. Có tốc độ là mình nghĩ là mình sẽ bắt cua được đó các bạn ơi. Ok. Lại các bạn. Ok, mình đã hiểu được cái nguyên lý hoạt động rồi. Ok, nó sẽ như thế này các bạn ơi. Ai xài ơi, nó giấu cái đó, nhặt mật khẩu. Vụ mật khẩu đây luôn hả? Có cái vụ mật khẩu nữa trời. Oh my god luôn. Sao tôi nhà mật khẩu? Ừ nha. Ở đây có mấy cái đuốc. À không, không liên quan lắm các bạn ơi. Oh, cái này nhà mật khẩu kiểu gì đây? Ê, cứ nhấn hết thôi các bạn ơi. Mình không biết nhà mật khẩu cái gì hết á. Cứ nhấn hết đi cho lành. Ồ, nhấn hết nãy giờ nó cũng không mở cửa luôn các bạn à. Nà ní. Ấn cái kia. Sao cái kia cao ấy mà không bắn được nhỉ? Ấn tùm lum hết bạn ơi. Ấn tùm lum luôn. Rồi sao nó mở cửa? Có đường bên này không ta? Mình nghi lắm á. Thử đi. Trời ơi, không được rồi. Tại sao nó có cái phòng bự bên này ta? Nè, nó có cái khu vực gì bên này nè các bạn. Này làm gì? Có mật khẩu. Nhắm mật khẩu, cái này là cái gì đây? Cái đường này nè các bạn. Không, các bạn thấy nó xuất hiện là cái gì không ta? Một nè. Này. Nhưng mà cái kia cao quá, làm sao mình nhảy qua được? Lại bạn ơi. Trời ơi, ảo thiệt chứ. Trang trí thôi. Nè, trang trí rồi, chọn một trong ba cánh cổng. Dĩ nhiên là mình nhìn thôi mình cũng đã biết rồi bạn, mình sẽ chọn cánh cửa này. Nghe. Ảo thật đấy. Ok. Cánh cửa này thì sao? Ok. Ủa, cái cánh cửa lava hả? Ủa, cánh cửa lava. À da. Ok. Ủa, vậy cuối cùng là cánh cửa lào. Cánh cửa lào mới là cánh cửa lúng này. Chào ơi, nó giỡn mặt thiệt cái chứ. Ok bạn, đúng là cái nắp này cho mình này chứ. Đi qua thử đi. Đi qua thử hả?
Ê. Oh my god. Ủa sao đi quán được? Vậy thôi mà, trời ơi đơn giản. Có gì đâu. Gì đây? Lối đi bị chặn rồi, bi làm sao rồi? Chặn đâu mà chặn? Chặn thì đi thôi. Trời ơi đơn giản. Ủa đơn giản quá các bạn ơi. Mình sẽ nhảy bên vàng. Trời. Ảo thiệt. Ảo thiệt đấy. Đa số các bạn sẽ nhảy bên này đúng không? Ủa? Không phải hả? Ủa kỳ vậy? Mình cứ tưởng là phải nó hay là nó zigzag rồi. Cái này đúng không? Ok đơn giản. Ủa đi đâu rồi? Ủa vậy? Ủa vậy? Sao tôi nhảy qua rồi nó búng mình đi đâu mất tiêu luôn rồi. Bạn win rồi, ăn mừng đi. Cày thế nhà. Chưa kịp làm gì nữa bạn rớt rồi. Mày nhảy bên này vậy? Trời ơi. Cái kia chỉ là cái bẫy thôi. Vậy đây, tìm màu đậm nhất. Màu đậm nhất, màu đậm nhất theo mình là màu này rồi còn gì nữa. Màu này. Ủa, rồi sao? Màu này rồi thì sao? Đừng nói bắt nhảy lên. À, trời ơi, nhảy qua. Đừng nhảy, ủa gì ăn vui vậy? What? Ủa? Ủa, ảo dữ vậy? Đây có đường không? Ủa ơi. Cái này nó mở cửa phát mình rơi xuống dưới luôn các bạn ơi. Chưa, nó mở cửa nè. Cho nè. Làm sao cho được mình nữa? Băng qua. Băng qua. Dễ dàng gì mà băng qua được. Ủa, dễ thiệt chứ. Trời ơi, cứ tưởng khó. Gì đây? Gai, hố sâu không đáy, nước và lava. Dĩ nhiên mà đi lâm nước rồi. Ơi. Ơi. Trời ơi, dở mặt. Nè. À. Rồi xong đẩy luôn, hay quá. Vậy là mình ơ mình thấy được cái nào nè. Thôi mình thấy được cái gì đó các bạn ơi. Như là cái này. Ê. đây mới đúng nè. Vượt qua mê cung. Ok. Let's go. Mê cung đối với mình đơn giản thôi. Ok. Yes. Đấy. Ủa ô từ từ. Wait a minute. Sao nó quay lại vậy ta? Cái đó sai sai bạn ơi. Ủa sao đây tao hui mình không thấy đường nào mình đi ta. Nhưng mà đi thế nào cũng quay ngược lại mà. Mê cung dỗm. Trời. Chưa, mình đáng đâu có sai. Làm gì có cái mê cung nào ở đây. Gì đây, tìm chỗ ra. Đây làm gì có chỗ ra ta. Đây làm gì có cái chỗ nào đi ra. Ủa. Ủa. Ủa tôi đi nào mà nó tới được đây luôn rồi. Nhất nhì. Ôi rồi làm gì có. Làm gì có cái vụ này. Có sao chui qua. Ăn hết này ha. Ăn hết thiệt. Ảo thiệt chứ. Ok, let's go, đi ra đây. Phần thưởng khi thắng. Oh, là một NPC các bạn ơi. Ok, vậy là mình thắng rồi hả? Ủa? Có thắng thiệt nè. Trời ơi, cứ tưởng là thua hay gì đó các bạn. Ai giờ mình thắng thiệt anh em ơi. Trời ảo ma chứ. Nhưng mà tính ra cái map này nó cũng cho mình phết chứ bộ. Không phải là nó không cho đâu anh em à. Thề luôn á. Nhưng mà mình có một cái bộ ốc gọi là 3000 IQ các bạn hiểu không? Ai 3000 IQ nên là không thể nào mà cho được mình qua những cái màn kia các bạn ơi. Hơi non anh em nha. Đấy thì ok thì mình thấy hết rồi. Thì các bạn thích video của mình thì đừng cho mình một like nào, đăng ký và đừng quên là cái chuông kết đăng ký và chọn tất cả để không nào mấy em mới từ kênh YouTube nha mọi người. Ok cộng giao thì hẹn lần sau. Bye mọi người. Bye bye.